Hello, xin chào tất cả các bạn quay lại với channel review show của mình. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái ISO rất là tiềm năng cho hiệu ứng trại, có tên là Tesware.destination.io. Thì cái đầu coi này thì đầu tiên thì mình cùng các bạn sẽ tìm hiểu về cái lĩnh vực là website, đi tìm hiểu về website, cộng đồng và một số cái ISO, những nhà sáng lập mà đánh giá về cái ISO này. Thì đầu tiên thì các bạn có thể check công ty nó trên website là Company Check, thì các bạn sẽ thấy công ty rõ ràng là nó thành lập ở Anh Quốc này, thấy không? Business Group Limited, tức là nó có công ty rõ ràng. Ở đây là không 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 phải là một cái ISO mà các bạn thành lập để landing xong rồi đa cấp để nhiều kiếm được nhiều tiền xong rồi lấy tiền của mọi người để chốn. Nhưng mà ở đây là không phải vậy. Ở đây là có một cái công ty rõ ràng tên là Business Group Limited, các bạn thấy không? Cái công ty này có địa điểm đàng hoàng và nó thành lập từ 2017 ha. Cái công ty này đã thành lập từ 2017 và các bạn có thể cái mã số công ty là 5547308 này, và ở đường ha. Press có rõ ràng, thứ nhất là public thông tin, cái ISO này public thông tin. Rồi, cái thứ hai là các bạn sẽ tìm hiểu về cái ARN của nó. Thì cái đồng coin này thì nó sẽ trên Bitcoin này. Các bạn trên Bitcoin thì cũng có rất là nhiều người tham gia của nó là Bitnation Capital. Các bạn có thể tham gia đồng Bitcoin, mình để lên dưới video ha. Đây. Như thế nào? Rồi. Cũng khá là nhiều cộng đồng người tham gia về cái đồng coin này, tới 11 trang để tham gia cái review show này. Thứ ba là các bạn có thể tham gia Telegram group. Các bạn có thể tham gia Telegram group để tìm hiểu nhiều thông tin là cái HACAP này, maximum contribute này. Maximum nè. HACAP là 27 tỷ đô ha. Bonus thì 15% cho first house, 10% first day và 5% cho first week. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm trên cái trang Timeit của nó về cái thông tin về cái ISO này ha. Đây. Thì khi mà write là đầu tiên là sẽ 0,091 đô trên 1 đô token ha, và các bạn ra limit là 150.000 và ra quay là 15. Thì ngoài ra thì các bạn có thể tìm nhiều thông tin ở nè. Spanish Trainer Revenue Average Indonesia Russian và link website là Red Smart White Paper, Facebook, Temit Blog, ANN và Telegram. Đây, các bạn có thể tham gia tất cả những group Telegram bonus để nhận thêm token cho mình. Sau khi tham gia mua token thì các bạn có thể nhận thêm token ha. Đây. Đây. Rất là nhiều. Thì token sale cluster thì kết thúc từ 2017 sẽ được resell rồi các bạn. Bớt được sale nè. Đây. Đây là sale lần 3 của nó ở 14 tỷ, có ra là 14 tỷ token. Thì các bạn mua còn sớm thì cái giá ISO này nó càng rẻ ha, và hiện tại nó sẽ giá nó tăng lên khoảng tầm đó là 0.1 đô ha. Thì có rất là nhiều đánh giá tích cực về cái đồng coin này. Ở đây các bạn thấy nè, Let's Decide Best Buy nè, Good Look Arway nè, cảm ơn các bạn rất nhiều. Đấy, cái ngoài ra các bạn có thể tham gia Facebook, có rất là nhiều event, rất là nhiều event tổ chức cái sự kiện về cái đồng coin này để phát triển ha. Đấy, có nhiều event. Đấy. Quay lại với cái lĩnh vực ứng dụng của công nghệ này, thì tiếp tục với cái này thì mình sẽ dịch ra tiếng Việt thì các bạn ha. Đấy.
thì nó sẽ phát triển ứng dụng APP để các bạn có thể tìm hiểu ứng dụng này trên trên Google CH Play này. Đấy, các bạn có thể tìm hiểu trên CH Play, tải ứng dụng này về để tìm hiểu thêm và có thể trên App Store. Đấy. Thì sản phẩm công nghệ là bán token là 34% và 14% với những người đóng góp và trước là những người sáng lập dòng coin này và 43,4% cho công dân của Bangla và 18% với người đóng góp chính ha. Thì giao dịch thì sẽ tương lai nó sẽ list trên cái sàn Bancoin là Bitnance, Way2Compare và Sixwise và rất là nhiều sàn giao dịch hơn nữa trong thời gian này. Và ngoài ra thì các bạn có thể tham tìm hiểu thông tin những nhà mà sáng lập điều hành nè, tổng giám đốc của nó, thượng pháp chế là căn cứ ngoại giao đấy, rồi lấy điều hành giám đốc quỹ, rất là nhiều nhiều cái tem mà uy tín về cái đồng coin này không nha các bạn. Ngoài ra rất là nhiều lĩnh vực công nghệ blockchain ISO này đã cùng tham gia để phát triển đồng coin này, rất là nhiều cố vấn, có Rich nè, Davis nè, Vinay Chon, Rich Davis ha. Truyền thông thì các bạn có thể tham khảo trên CNN nè, BBC nè, rất là nhiều kênh truyền thông đã phát triển cái đồng coin này. Mình sẽ xem một số thông tin của nó ha. Ngoài ra thì các bạn có thể tham gia Twitter, LinkedIn, Facebook để và enter mail, tức là các bạn để cái mail của bạn vào để cập nhật thông tin tin tức ha. Đây. Đấy. Rất là nhiều bài báo lớn viết về cái đồng coin này các bạn đấy ha. Đây theo các bạn thì bài review của mình đến đây kết thúc, mong các bạn có hướng đầu tư tốt đã đem lại nhiều cho mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.